Tại sao tranh mã đáo thành công lại có 8 con ngựa chứ không phải là 7 hay là 9? Hãy xem clip này nhé! Tương truyền, mẫu tranh vẽ 8 con ngựa được xuất phát từ câu chuyện về 8 con ngựa của vua Chu Mục Vương sống vào thời Xuân Thu những năm 700 trước công nguyên ở bên Trung Quốc, dùng để cưỡi mỗi khi đi vi hành. Vì dưới thời đại của ông, đất nước giàu mạnh, thịnh vượng nên các họa sĩ vẽ tranh 8 con ngựa của ông và gọi đó là tranh Bát Tuấn Đồ. Và trong âm tiếng Hán thì số 8 đọc là bát, gần âm với nghĩa chữ phát là phát đạt, phát tài, nên nó cũng là sự trùng hợp có chọn lọc và người ta không dùng số 7 hay số 9 là như vậy. Chu Mục Vương đặt tên cho 8 con ngựa của mình là Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Mã, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lưu và Duyên Nhĩ. Các họa sĩ đã vẽ 8 con ngựa này đang phi nước đại, tràn đầy sinh lực với ý chí của người đang theo đuổi chinh phục mục tiêu của mình. Cụm từ mã đáo thành công với ngụ ý rằng vị tướng cưỡi ngựa ra trận tuy có nhiều cong go nguy hiểm nhưng cuối cùng thì vẫn vượt qua và để quay trở về an toàn đạt được thành công.